Mãi chẳng chịu lấy chồng, mỹ tâm nói tới đâu, gái ế thấm tới đó. Nếu những người xung quanh đang sốt ruột chuyện bạn lấy chồng, biết đâu những câu nói này của Mỹ Tâm có thể khiến bạn an lòng hơn. Mỹ Tâm 36 tuổi chưa một lần kết hôn, trong khi nhiều đồng nghiệp bằng tuổi đã con đàn cháu đóng, nàng vẫn bình chân như vậy. Kín đáo chuyện yêu đương và cũng chưa lần nào ngấp nghé ý định xuất giá. Đôi khi có những fan tưởng rằng trái tim họa mi tóc nâu đã chai sạn, chẳng mặn mà chuyện chồng con. Nhưng không, nữ ca sĩ 8X đầu đời khẳng định vẫn muốn có một bờ vai người đàn ông, trở thành người phụ nữ của gia đình và ước sinh được 10 đứa trẻ. Ở cái tuổi sắp tứ tuần như Mỹ Tâm, chuyện bị dục lên xe hoa là điều đương nhiên. Đã nghe nhàm tai, nhưng nàng không vì thế mà sốt ruột, không vì thế mà bỏ lỡ cơ duyên của đời mình. Cái duyên được mặc váy cưới chưa tới, nhưng người đẹp cũng bày tỏ sẽ không thản nhiên ngồi đợi. Khi có cảm tình thật sự với ai, tôi sẽ cố gắng chiếm được trái tim họ, chứ không lạc quan tếu. Nếu có duyên thì sẽ tới thôi và thản nhiên ngồi đó mà chờ đợi. Duyên muộn song giọng ca, chuyện như chưa bắt đầu cũng không ngồi im, đợi chồng tự chạy đến. Kết hôn, tôi sẽ nỗ lực làm cho cả hai cảm thấy việc đến với nhau là sự lựa chọn nghiêm túc và đúng đắn, chứ không chỉ ngẫu nhiên ý trời. Bên cạnh việc duyên số sắp đặt, Mỹ Tâm tin rằng chuyện kết hôn cũng phải do sự chín chắn, muốn hướng đến hạnh phúc gia đình. Tâm chưa bao giờ sốt ruột về vấn đề yêu đương của mình. 36 tuổi người đẹp vẫn chưa hề xoắn khi chưa có được người bạn đời với mái ấm riêng của mình. Nếu chỉ vì thấy mình lớn tuổi rồi phải có chồng đẻ con thôi, hoặc vì bố mẹ mong có cháu bé lắm rồi, sau đó yêu vội vàng để hoàn thành nhiệm vụ. Để bình thường như bao người, là đến tuổi này thì phải như thế. Tâm nghĩ những người bạn lựa chọn, điều đó rất khó có được hạnh phúc. Mặc những người xung quanh dục dã, họa mi vẫn chẳng vội vàng. Tâm tin rằng chỉ nên kết hôn khi người ta thực sự yêu nhau, không vì một nhu cầu hay áp lực làm vừa lòng ai hết thì mới hạnh phúc. Cô nhất quyết không lên xe hoa vì áp lực hay để vừa lòng bất cứ người nào, dù người thân, bạn bè và các fan mong ngóng. Tại sao chúng ta cứ dùng cái đầu để làm hộ việc của trái tim thế nhỉ? Lý trí rất cần thiết, nhưng nếu lý trí điều khiển con tim thì điều đó hoàn toàn sai. Nữ ca sĩ sẽ không dùng lý trí để chọn chồng. Tâm luôn mở lòng để đón nhận tình yêu, không giống như những ngôi sao Việt từng vấp ngã trong chuyện tình cảm và đóng chặt trái tim mình, Mỹ Tâm vẫn tin vào tình yêu. Lấy chồng là chuyện không hề khó, nhưng tôi chưa làm thôi, chuyện gì cũng phải đợi đến đúng thời điểm, quan trọng là có cảm thấy hạnh phúc hay không. Thời điểm này tôi đang rất hạnh phúc và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Cô đơn nhưng tự do, quan trọng là người đẹp hài lòng với những gì mình đang có. Có người hỏi Tâm có chồng rồi thì có sợ mất fan không? Nếu sợ như thế thì người nghệ sĩ đó đã không còn tin vào bản thân mình. Có những nghệ sĩ sẽ lập gia đình, sẽ tụt lượng người hâm mộ. Còn Mỹ Tâm cho rằng chuyện sợ hay không sợ mất fan khi lấy chồng không phải vấn đề quan trọng. Chuyện tình cảm không liên quan đến âm nhạc. Khán giả đến với mình vì âm nhạc và ở lại với mình cũng vì âm nhạc, chứ không phải vì chuyện mình lập gia đình hay không. Cô bày tỏ nếu họ chỉ đến với mình vì chuyện tình cảm riêng tư thì mình cũng không giữ được họ. Và nếu họ bỏ mình vì chuyện đó thì đấy cũng là mất mát của họ. Tâm không quá quan trọng chuyện mất fan vì lấy chồng mà để chuyện đó ảnh hưởng tới công việc, quyết định của mình. Một khi nàng đã quyết xuất giá thì không gì cản được đâu nhé. Không người phụ nữ nào không cần bờ vai của đàn ông. Tôi yêu thật sự, thật lòng. Yêu là nghĩ đến gia đình và những đứa con, chứ không bao giờ yêu để chơi. Nay nhờ vai này, mai nhờ vai khác. Gần 40 năm trên đời chưa tìm được Đức Lan Quân, nhưng Mỹ Tâm không bi quan. Cô vẫn muốn có một người đàn ông của riêng mình. Tâm muốn 10 đứa con, nhiều con thì tốt. Thích vậy thôi, còn thực tế thì chưa biết. Muốn 10 mà 3 đứa mình cũng vui. Nữ ca sĩ chưa hề hết hy vọng. Cô vẫn nghĩ đến gia đình và những đứa con, thậm chí phấn khích thổ lộ việc thích nhiều con. Mình trưởng thành rồi, có tuổi rồi nên cũng chuẩn bị đó đi thôi. Bình thản không có nghĩa là chưa sẵn sàng. Giọng ca cho một tình yêu đã chuẩn bị tâm thế cho chuyện trọng đại. Dù tin đồn cưới sinh là không có thật, nhưng các bạn cũng chuẩn bị đi là vừa, vì Tâm hay bất ngờ lắm. Cô lấp lửng việc đám cưới biết đâu bất ngờ. Đám cưới của tôi có thể sẽ làm ở bãi biển không ai biết và chỉ hai đứa mình thôi nhé. Nếu có thêm một cây đàn piano nữa cho không khí lãng mạn thì quá tuyệt vời. Kết hôn muộn song ai cũng có quyền nghĩ đến một hôn lễ trong mơ của mình. Nữ ca sĩ sinh năm 1981 ao ước có thể tổ chức đám cưới lãng mạn nơi bãi biển. Tính Tâm có là sẽ báo chứ không giấu, đám cưới mà phải báo để nhận được những lời chúc phúc. Mình tổ chức đám cưới kín đáo, nhưng Mỹ Tâm cho biết chắc chắn sẽ báo tin đến mọi người, dù hiện tại vẫn im hơi lặng tiếng chồng con. Song nàng cũng khẳng định, chuyện vui thì nên chia sẻ chứ làm sao phải giấu.